Mình là Cherry, còn bạn là tên gì? Bạn hãy tự comment ở dưới cho mình nhé. Và hôm nay mình sẽ có 4 cách lặp lại và 4 cách cúi lên và cúi xuống. Cách đầu tiên mình sẽ làm 4 cái ở đây. 1, 2, 3, 4. Cái tiếp theo mình sẽ để ở đây. 1, 2, 3, 4. Cái tiếp theo mình sẽ là giày. Chậm hai cái tay này dại và nhỏ nhớ là gỡ hai ngón cái ra. 1, 2, 3, 4. Rồi cái tiếp theo là không phải là giày lặp lại nữa, mà mình sẽ là vuốt mũi và chùm hai ngón tay này lại và vuốt mũi. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại. Bây giờ lặp lại thì mình sẽ là 5 nha. 5 nha. 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Cái tiếp theo là, các bạn nhớ nha, nhớ nha. Nè, cái tiếp theo là chậm như hồi nãy đó. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, và đây, để hai cái mũi, hai cái tay nó để vô cái mũi này. Cái viền mũi này nha, cái viền thở mũi á là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, cái tiếp theo là đây. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình đã kể xong, mình đã làm xong ngay mấy cái làm vuốt mũi trên cao. Các bạn thường ngày mỗi buổi tối 12 hay 10 mấy á, không được là lố quá 12 và 11. Và các bạn hãy đăng ký dưới đây và cho mình like nhé. Đừng có cho mình ở dưới vàng nè. Và cho mình like nha. Và nhớ là thường ngày hãy làm mấy cái động tác. Nếu mà không quên cái gì thì cũng phải kêu mẹ ơi. Mẹ ơi cho con mượn điện thoại, mở cái động tác của Cherry hay là Lily Phương Thùy gì đó đó. Là kêu mở cái động tác vô đó để con tập, con làm theo. Làm theo hàng ngày là hãy nhớ liền à. Như Phương Thùy bữa trước coi cái tấm ảnh kia nó có 3 cái nè, 3 cái lặp lại. Còn Phương Thùy là 4 cái lận, Cherry 4 cái đúng không? Rồi, bây giờ các bạn hãy nhớ nha. Nha, goodbye các bạn.